Hai cái vấn đề mà trong y học phương Đông mà tôi đề cập ở đây nó có hai cái ta gọi là can và thận. Can là thuộc mộc, thận là thuộc thủy. Thì tôi thì tôi muốn nói một điều nè, hồi xưa giờ ta nói cái chuyện gì mà cho nó vĩ đại hết, cái chuyện gì nó lớn lao á, nhưng mà những chuyện rất là cận kề gần mình không ai để ý tới, đó là cái chuyện mình sử dụng những cái thuốc gì hay là cái cách gì để mà có thể trường sinh bất tử, thì ai cũng mong muốn điều đó. Ví dụ một cái câu chuyện mà hồi xưa giờ mà mọi người bảo giờ cũng nghe đó, tôi còn nhớ một cái câu nói của Tần Sĩ Hoàng ấy, ông nói một cái câu rất là thấm thía nha. Ông nói là ông chiến thắng tất cả mọi cái hết, nhưng mà chỉ có một cái không chiến thắng được thôi, đó là cái chết. Và ở trong chúng ta là luôn thầm nghĩ một cái điều, sợ cái gì nhất trong cuộc đời? Bác là sợ gì nhất? Bác gì sợ? Từ đừng nói sợ vợ đấy nhé. Ở đây Văn Miếu không nói sợ vợ. Sợ cái gì nhất ở trong đời? Sợ. Thì đúng là cái gì? Vâng, sợ chết thôi. Vâng, ai sợ chết cả? Ai cũng sợ chết hết ạ. Ai sợ chết? Vâng. Mà bởi vì tôi sợ chết cho nên tôi phải làm đề tài từng dễ chết. Vâng. Và cuối cùng mọi người có hiểu không? Là ông Tần Sĩ Hoàng ấy, ông giao cho ngựa đi từng thứ đi tìm cái thuốc trường sinh. Nhưng mà hồi trước người ta đồn rằng có một cái cây, mà cái cây đó là bí mật để có thể trường sinh được. Nhưng mà cuối cùng ấy, cái cây đó nó rất là cận kề, ở hiểm Tây còn rất nhiều, mà không biết phải cử người đi lấy. Cuối cùng cái đó chính là cái kiwi hiện nay. Thì không có cái gì bí mật kê gốm ấy, nhưng mà nó chỉ là kiwi thôi. Mà kiwi nó làm gì? Nó chỉ là giúp cho người ta khỏe lên, sống tốt đẹp hơn, chứ cũng không phải là có thể làm cho người ta trường sinh được. Thì mình hiểu rằng tất cả những cái thực phẩm đó cũng ở một cái giới hạn nào thôi. Và như vậy ấy, người ta đã dùng rất là nhiều cái biện pháp để làm sao có thể trường sinh được. Ví dụ như mọi người thấy nè, ta làm dung dịch từ vàng. Nhưng mà cuối cùng gì? Nhiều bằng chứng là khi phân tích ra thấy ấy, là cái mẫu cống của bà mà chuyên môn dùng vàng này là có sự nhiễm độc kim loại mà do vàng gây nên. Cho nên là có một cái thời gian tôi biết bây giờ họ còn làm không, là những cái mỹ phẩm ở phương Tây họ dùng vàng đó để mà họ làm da mặt, rồi họ nói là vàng, nhưng mà họ không biết rằng cái sự nhiễm độc của vàng trong sau này họ không hiểu tới. Nhưng mà chưa nói tới chuyện là hồi xưa tôi còn nhớ là Hà Nội có cái khu nào đó là đi xe ngang đó, mọi người kêu rủ ăn khơ, ăn đồ ăn đi, thức ăn này đặc biệt nha, nó có vàng đó, có không? Ở đây có ai ăn chưa? Có nghe phải không? Thì mình hy vọng là những người mà thích trường sinh đó thế nào cũng chết vì nhiễm độc vàng. Rồi một cái điều nữa đó là thủy ngân. Và cái thủy ngân này không phải như phương Đông nha, phương Tây cũng đã bị dính cái vụ này rồi, tức là cuối cùng cũng ăn thủy ngân, rồi cũng chết vì thủy ngân. Rồi một cái nữa mà có lẽ là chúng ta sẽ thấy nó có một cái mối quan hệ rất là lớn trong dưới cái vấn đề của người phương Đông mình, đó là ngũ đông. Ngũ đông thì cái con vật gì hay ngũ đông? Con gấu. Mọi người biết đó là ngũ đông là gì? Chẳng qua là nó chung vô cái hang để giữ cái sức nóng thôi. Cũng như là cái ông hoàng đế nội kinh mà Linh Khu Tố Vấn á, ông có nói câu á, là mùa đông á thì tối thì đi ngủ sớm, sáng á thì thức trễ. Không được lăn pha sương gió để đừng có bị nhiễm lạnh này nọ các thứ. Nhưng mà thực ra là cái chuyện đó là đâu phải ai cũng tránh được đâu. Vì cuộc sống ta cũng phải đi chịu khó mùa đông rét mướt mà ra ngoài trời. Nhưng mà ở đây là nổi lên một cái ý rất lớn, đó là làm phải sao giữ ấm trong mùa đông để mình tồn tại. Và mọi người chú ý một cái điều rất lớn như này, các cụ lớn tuổi cũng thấy ý này, tức là hễ cứ đến mùa đông ấy, là thấy cơ thể mình bắt đầu khó ở này. Và cái mùa đông là cái mùa chia tay nhiều nhất của chúng ta. Những người lớn tuổi ấy, là ra đi vào mùa gần Tết không? Mọi người có ý đó, thành ra là đám giỗ đám quải mùa Tết không? Và những cái người mà chết ấy, là do cái gì? Lạnh quá, đột ngột, làm đột quỵ chết.
những người bị xuyễn chết, hai cái bệnh đó nhiều nhất. Còn cái chuyện ung thư, sida hay gì cái gì đó cũng máu. Nhưng mà riêng về vấn đề thời tiết mình nói, riêng cái khí hậu của mùa đông á thì nó đã cho mình cái đó rồi. Và như vậy á, là một thêm một cái nữa, tức là ta là bí mật cứu quyệt trường xuân để trường thọ. Ta dùng cái chữ quyệt trường xuân nghe ghê phải không? Nhưng mà tiếng Nhật á thì nó gọi là quyệt san thi. À, nhưng mà tiếng Trung Quốc ở đây mình gọi là gì? Mọi người biết Việt Nam Túc Tâm Lý đó. Và cái cách đó mà của Túc Tâm Lý là sử dụng là thế nào thì chút xíu tôi sẽ nói cho mọi người, làm rất đơn giản, không có làm phức tạp. Hồi xưa là muốn mà để cho người khác nghe được thì phải làm gì đó thiệt là phức tạp, mà cứ phức tạp là hay. Trong đời có hai cái, phức tạp là hay, tốn nhiều tiền là hay, nhưng mà chân lý thì cực kỳ đơn giản. Thì thôi bây giờ chúng ta học theo chân lý thôi, tức là làm những cái điều gì đó cực kỳ đơn giản để có một cái hiệu quả tốt hơn, đúng không? Rồi bây giờ thêm cái nữa là nhân bản, thì mọi người nghe rồi mấy lâu nay là vấn đề nhân bản nhiều rồi và người ta còn mơ ước là ta nhân cái bản ta thêm gì biết không? Nhân bản để ta chết đi rồi cái con người mà mới là thay thế là luôn luôn sống suốt sống tiếp được. Nhưng mà cái chuyện nó biết tới đâu rồi, tới giờ thấy cũng không có nói nhiều. Nhưng mà cái nhân bản này vẫn là một vấn đề đang xét lại. Rồi người Nga họ cũng làm cái thuốc trường sinh. Thì mục đích của thuốc trường sinh của người Nga họ nói là để sử dụng một loại chất để chống oxy hóa thôi, của cơ thể thôi, để cho con người ta trường tồn. Nhưng mà chuyện nó vẫn còn là trong cái đặt vấn đề. Thì tôi cũng biết ở bên Mỹ họ còn nói làm cái loại thuốc trường sinh gì đó mà tốn một tháng ông bạn tôi uống $1,500 mà trường sinh ông thấy mà thấy ông bị cholesterol trong máu này, gan nhiễm mỡ này, men gan cao này, cholesterol trong máu cao là đủ thứ đó, huyết áp cao, tiểu đường đủ chuyện. Cho đó cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta phải suy nghĩ lại. Và vừa rồi thầy có chia sẻ rất là nhiều cái khao khát của những người muốn đi tìm cái thuật trường sinh, cũng như là những cái nỗ lực của toàn thể nhân loại từ Đông Tây Kim Cổ, từ Tây sang Đông là cố gắng nỗ lực để đi tìm bí quyết trường sinh. Vậy thì sau khi mà được nghe như vậy thì thầy có một cái chia sẻ gì riêng về cá nhân cũng như là của bộ môn để cống hiến cho những ít nhất là quý vị ngồi ở đây có một cái kinh nghiệm hay là một phương pháp nào không ạ? Chưa nói là mình sẽ cống hiến cho thế giới, mà ít nhất là những người tham dự đây đã. Rồi, xin cảm ơn. Thì thực ra là cái chuyện mà tôi đang nói cũng là cái chuyện để giải thích cái vấn đề mà chúng ta đang lắng nghe. Thì bây giờ tôi nói tiếp, thì dựa vào cái sự chống lão hóa, bây giờ mình tìm trên cái chống lão hóa của cái phương đông và yếu âm mạch, thì chúng ta thấy rồi, sức nóng làm cho âm mạch giãn ra, sức nó ấm làm cho bảo vệ cho chúng ta trong nước lạnh lẽo. Thì cái chuyện đó là từ cái đó là muốn tìm ra về cái vấn đề mà của yếu âm mạch của Samanos mà giãn âm mạch để tồn tại thì mình hiểu rồi. Nhưng mà đối với đông y là cái gì thì mọi người sẽ thấy một cái điều là hồi nãy tôi nói ban đầu là đối với chúng ta là người mà bệnh tật chết chóc nhiều nhất chúng ta chú ý là mùa đông, thì chúng ta chỉ nên nhắm cái đó. Thế thì cái mùa đông này nó có một cái liên hệ gì đối với cái vấn đề sức khỏe của chúng ta? Thì ở trong cái mùa đông ấy thì là cái mà khắc nghiệt của nó là cái lạnh lẽo rét buốt, cho nên bây giờ là đất nước thống nhất rồi, người nào mà có cha có mẹ mà ở có con có cái mà ở miền Nam ấy thì mùa hè mùa thu thì ra Bắc, nhưng mà tới cái mùa đông ấy thì trốn vô trong Nam để mà giữ ấm ha, thì ok. Cũng như ở bên Pháp ấy thì mùa đông ấy thì người ta đi xuống phía Nam chơi hết, ở hết. Đó là những người có tiền, còn người không có tiền làm gần chết, làm gì có chuyện đi nghỉ. Nhưng mà đối với người lớn tuổi ấy, thì đi tìm cái ấm áp để mà tồn tại. Và như vậy ấy, nói đến cái mùa đông thì ở đây ấy, thì ai cũng duyên nghiệm hết rồi. Ở miền Nam nói thì họ không có cảm nhận được cái rét của mùa đông đâu. Nhưng mà tôi là cái người ở
Hà Nội cũng chắc cũng gần 20 năm rồi. Thì tôi cảm nhận cái rét của Hà Nội kinh khủng khiếp lắm. Không tưởng nổi. Không biết đâu đâu. Mà nó lạnh quá. Thế thì được nói cái hai cái câu chuyện mà ở đây là ở Trung Quốc á, thì cái những người mà đi ăn xin á, thì cứ mùa đông đến á, để mà tồn tại được á, thì ta uống gì đó mọi người? Diêm sinh. Thì diêm sinh nó rất nóng, ta uống để ta giữ cái sức nóng. Và người ta uống á, cứ mùa đông á, người ta uống diêm sinh á, một chút xíu để giữ cái nóng á. Nhưng mà tới mùa hè á, là da nó bắt đầu nứt nẻ, tại vì mùa hè nó nóng, thấy không? Rồi khi đó là tới cái mùa thứ lặp lại, mùa đông thì là dùng diêm sinh, rồi mùa hè thì bị nứt nẻ, và cuối cùng đi đến cái chết. Và chết đến số, không có người nào sống lâu. Diêm sinh, mọi người thử đi, bữa nào mua diêm sinh uống thử. Biết tai liền. Rồi một cái câu chuyện mà chúng ta thấy ở lúc mà Bác Hồ ở Paris á, và trời rét quá mà đồ sữa quá, Bác chơi cùng gạch á. Bác Văn có nghe nhiều đâu, chơi cùng gạch. Bác làm ấm lên để mà giữ ấm cho cái cơ thể mình để tồn tại. Nhưng mà hồi xưa tôi ở Ba Lan, mà lúc mà tôi ở Vác Sa Va, cái mùa đông mà âm xuống 30 độ C, cái người Việt Nam mình á, là ở trong cái kho bãi, không có nhà cửa đàng hoàng, trốn mà không có yên tờ. Rồi ở trong đó, đâu có lò sưởi, thì họ ngủ bằng cái, họ làm ấm bằng cái nào người biết không? Tức là lấy cái bếp điện, cái lò xo đó, rồi lấy cái áo như mà trùm lại, làm cho nó nóng, nóng xong cái khiêng ra, bỏ vô trong cái giường để cho nó giữ ấm ở đó. Rồi bản thân người đó đó ngồi trên cái ghế, ở dưới cái ghế là cái lò xo điện đó. Rồi cái lấy chăn á, nó tròn lên nè, cho cái hơi nóng nó ủ lên ấm xong, rồi chui vô trong cái đống kia ngủ. Nếu không chết. Thành thử mình mới thấy rằng cái khác biệt của mùa đông là cái mà để cho con người ta đi đến cái chết. Và ở trong đông y thì nó có xuân thì là sinh, hạ trưởng, thu tàn, đông quế. Do vậy là khi mà ở cái con người đó mà muốn tồn tại được á, thì chúng ta phải ăn làm sao, uống làm sao và bảo vệ cơ thể làm sao, mà một cách rất là khoa học, mà cực kỳ đơn giản, mà cực kỳ thường tình để mà chúng ta tồn tại. Thế thì ở đây á, là muốn mà để cho mà tồn tại được, thì ở đây hai cái vấn đề mà trong y học phương Đông á, mà tôi đề cập á, ở đây nó có hai cái ta gọi là can và thận. Can là thuộc mộc, thận là thuộc thủy. Và cái can này á, thì nó dính đến cái trà của anh Hoàng Anh Sướng. Xin nhà báo nổi tiếng Hoàng Anh Sướng với những tác phẩm gọi là những cuốn sách không thể bỏ qua, xin mời anh ạ. Anh đứng cho mọi người được chiêm ngưỡng. Đây là người đó là anh đứng là một người là trà rất là độc đáo. Anh có nói gì vài lời về trà? Kính chào các bác, các cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay là một lời rất là vui được dự một buổi chia sẻ của bác sĩ Dương Minh Châu. Đây là thứ hai mà tôi may mắn được dự ở đây ạ. Thì hôm nay cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là bất kỳ một người Việt Nam nào và bất kỳ một người nào trên cái coi thế này đều quan tâm là thế nào để kéo dài cái số của mình ạ. Thì anh Châu đưa ra rất nhiều những phương pháp ạ. Trong đó mà một phương pháp rất căn bản mà tôi nghĩ rằng bây giờ bất kỳ một người Việt Nam nào quan tâm đó là vấn đề là thế nào xử lý chất độc ạ. Thì thưa các bác, là hiện nay cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày thì nhiễm độc quá nhiều. Và chính vì thế cái gan của chúng ta dù cái tiên thiên rất tốt ạ, nhưng mà nếu như trong vòng 5 năm, 10 năm mà chúng ta ăn nhiều cái gan nhiễm độc ấy ạ, thì nó sẽ bị nhiễm độc và đương nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Thì thưa các bác, và bản thân tôi là một nhà báo và tôi cũng rất quan tâm đến làm thế nào để mình giữ sức khỏe để mình có thể làm việc được ạ. Thì tôi được rất nhiều các bác sĩ ở Đông Y và Tây Y thì đều khuyên một điều rằng là xứng làm cách nào để có thể xử lý được cái hàng năm nhá, thải độc được cái gan nhá. Để cho sướng đúng không ạ? Vâng, thì khi mà cái gan của mình nó khỏe á, thì chắc chắn là chúng ta sức khỏe sẽ tốt ạ. Và chính vì thế mà tôi cũng được rất nhiều các bác sĩ tặng rất nhiều những cái thuốc giải độc hàng năm nhá. Thì rất may là khi được quen biết bác sĩ Trương Công Châu ạ,
thì Bắc Châu đã tặng tôi một cái cặp đá trường gan ấy ạ. Và thưa các bác là không có gì tuyệt vời bằng là mùa đông này ạ, mà trước khi đi ngủ mà mình trường nóng gan mình ạ, thì sẽ cho mình một sức khỏe rất tốt. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phương pháp rất tốt để chúng ta thải độc mà không lo là có những phản ứng phụ. Tại vì thú thực là thưa các bác là tôi được tặng rất nhiều những thuốc giải độc, cả đông y cả tây y, nhưng đôi khi mình uống mà mình vẫn cứ hoài nghi là không biết là mình uống cái này nó có phản ứng phụ không, rồi không hiểu là mình uống thường xuyên này thì ảnh hưởng nhiều đến gan không ạ. Nhưng tôi cam đoan rằng là cái phương pháp trường nóng bằng cái cặp đá của bác sĩ Trung Châu ạ thì không có phản ứng phụ gì ạ, và không có gì tuyệt vời bằng là mùa đông này ạ mà chúng ta lại được trường nóng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một sức khỏe rất tốt. Dạ. Dạ, rất cảm ơn. Xin cảm ơn các bác. Mời nhà báo Hoàng Anh Dưỡng ở lại ạ. Dạ thưa quý vị ạ, trước khi để nói về cái nàm thạch cơ mà chúng ta sẽ ôm suốt mùa đông này thì có lẽ là mời nhà báo nán lại một chút, bởi vì nhà báo là cái người mà có một cái nơi trà đạo rất là nổi tiếng, nơi nhiều trí thức tham gia và dự những cái buổi tọa thiền cũng như là buổi trao đổi kinh nghiệm. Bây giờ nhà báo nán lại vài giây để nghe bác sĩ Dư Quang Châu chia sẻ cái vấn đề về trà. Mọi người nghe thầy nói gì về trà nha. Rồi mời thầy. Cảm ơn các bạn. Trà hay cỡ nào và nhà báo sẽ được hiểu hơn nữa. Chắc có lẽ là ở đây xin mời. Ở đây thì nó có một cái điều như này, mà hãy mà đụng tới anh Sướng thì phải đụng với đến anh Lưu Trọng Văn. Là vì lý do là nó có một vấn đề rất là tế nhị thế này. Bởi vì anh Văn á, anh Văn á là người bạn rất thân với anh Vũ, cà phê Trung Quyên. Mà ở Việt Nam chúng ta hai cái vấn đề á, mà để cho trưởng sinh ra mà cho tốt á, thì hai cái vấn đề lớn đó là trà và cà phê. Thì cái một cái điều á, là tại sao vậy? Bởi vì á, đối với đồng y á, là trà là đặt vấn đề lớn nhất ở cái đất nước này. Vì mùa xuân màu xanh, mùa xuân màu xanh, rồi cái mầm của cái trà chính là thể hiện hiện cái căn mọc. Mà sự sinh tồn của con người là nhờ cái căn mọc, sự trỗi dậy cái activity mà của con người là nhờ căn mọc. Cho nên là trà là rất là cần thiết cho ở miền Bắc. Tại vì miền Bắc là nhâm quý phục thủy, nó là hàng lạnh thì nó cần có trà. Do đó cái người miền Bắc á, là có một cái tập tính mà từ xưa tới nay, đó là sáng là dậy uống ly trà. Nhưng mà ở quê á, thì ta không uống ly trà mà ta chơi luôn một tô trà gì đó, trà xanh ha, gọi là dùng thuốc lào làm một hơi cho căng lực rồi uống một chén trà xanh tuyệt vời. Thì cái đó là nó nối lên cái sự mạnh mẽ mà cái người, mà cái sự tồn tại sinh trưởng của cái người miền Bắc. Do đó mà người ta mới có câu là bình minh nhất chén trà, đúng nhất chén trà, đúng không ạ? Lương nghi bất đấy. Thì phần hồi nãy là ta nói cái phần căn mọc nha, là cái sự sinh ra, nhưng mà sự tồn tại thì tránh quy diệt đó chính là thận thủy. Thành ra là một cái can, cái thận cũng như cái dương, cái âm vậy đó. Thì cái thận thủy á, thì mọi người thấy á, chữ thủy á, thì nó ngay cái bên phương Tây á, là không theo cái văn hóa phương Đông mình. Nhưng mà cái chai nước của mình á, mọi người thấy tại sao họ đề chữ La Vi. Mà La Vi không phải là nước, mà La Vi là sự sống. Mà tại sao có sự sống? Nếu không có nước thì không có sự sống. Và cái cơ thể của mình á, thì mọi người thấy á, cả cái đồng thượng lượng cơ thể mình á, 70% là nước. Và nếu như không có nước là tiêu. Và máu nước, tim nước, phổi nước, không có nơi nước là coi như là mình tiêu, cua éo là mình chết. Do đó là riêng cái vấn đề nó đùa thôi, vấn đề uống nước á, mà nếu chúng ta không uống nước á là chúng ta đủ ốm này. Và thuốc trường sinh nó cũng nằm ở trong cái chỗ uống nước này. Cho nên có nhiều người bệnh á là lại vô tôi này chữa á, thì họ nói họ không uống nước, ít uống nước lắm. Thì kêu họ uống nước, họ không bao giờ uống nước. Nhưng mà khi mình nói bây giờ cái viên thuốc này nha, mà uống viên thuốc này á là phải uống 1 lít nước. Còn nếu mà không uống 1 lít nước á thì nó không có kết quả. Họ về nó uống viên thuốc rồi uống 1 lít nước, họ tưởng rằng họ uống viên thuốc có kết quả, nhưng thiệt ra họ uống 1 lít nước đó, nó có kết quả nhưng quay là nước. Thế uống gì xong rồi trời ơi, công nhận thuốc của bác sĩ hay quá.
hay cái cốc khô mình dạ họ họ đâu có biết đâu. Thì chỉ cần nước thì đã là cái thuốc trường sinh rồi. Và như vậy là mùa đông này, từ tháng 10 đến tháng 12, buổi khuya, buổi già, những biểu hiện của âm hàn khí. Và những cái buổi đó là những cái người lớn tuổi là sợ nhất. Và như vậy là hồi nãy tôi nói cái luật tam tài thì mọi người thấy là thái âm của trời thì nó chính là cái hàn khí, đó là cái lạnh. Của đất là hàm khí, là mặn đấy, cái thức ăn mặn đấy. Rồi của người thì tôi gọi là thủy khí. Thì cái đây là cái lo đặt nghe ba cái này lặp lại thì gọi là cái thuyết tam tài. Thì như vậy là trước hết là chúng ta sẽ nhìn về cái cách mà suy nghĩ của người phương Đông. Thì bây giờ họ nói biểu hiện của thần thủy khí là gì? Là phần sau nè, phần sau cơ thể thuộc thận nè. Rồi bây giờ mình nó xem lại nè, cổ gáy nè, lưng nè, rồi từ thắt lưng đi xuống nè, rồi đầu gối nè. Những cái bộ phận đó là nó sẽ xuất hiện bệnh tật khi tuổi già bắt đầu có. Và ba cái những cái bệnh mà đơn giản vậy rất là phổ biến. Và tôi cho rằng là hết cái hội trường này ít nhất là những người có tuổi là 5-70% bị cái chứng này. Tôi nói cái đó là cái dấu hiệu của thần thủy khí suy. Thì cột sống cổ nè, cột sống lưng nè, từ thắt lưng tới xuống nè, và cái đầu gối, thì bốn cái đó là chúng ta thể người nào thấy có dấu hiệu nào thì dấu hiệu của sự chết sắp sửa rồi. Đúng không? Ở đây ai đau cột sống cổ giơ tay lên nè. Tôi nói nha, nhiều lắm, chưa đủ đâu. Cái cột sống cổ đau cách mình thấy nó tế nhị là gì? Là ta cảm thấy là cái tay ta tê tê, ta đi xe nó dằn dằn một chút xíu ta tê, đó là bị tổn thương cột sống cổ rồi, đó là dấu hiệu cột sống cổ rồi đó. Thế thì ai đau rồi, nếu mà có dấu hiệu đó, ai có giơ tay lên đó. Bây giờ thêm chút xíu nữa đó. Rồi mà hãy đau sống cổ thì đau sống lưng, mà hãy đau sống lưng thì đau đầu gối. Thì ở đây ai đau đầu gối giơ tay lên đó. Nhiều hơn, mà nhiều hơn từ thắt lưng tới xuống thuộc thận thì người nào mà đau đầu gối nhiều thì cái chết cũng sắp tới. Cái đó là dấu hiệu của thần khí. Cột sống lưng, đầu gối, và có người thì lại yếu cái cổ chân. Và yếu cổ chân cái dấu hiệu đó là gì? Mình đi mình bị vấp nhẹ, nhiều khi nó đau buốt cái ngón chân cái là gì, mình vấp vô trong cái gì đó, cái thềm rồi đó. Thì ai hay bị vấp giơ tay lên. Chưa vấp biết người vấp không? Đi vấp không phải nhả, nó chỉ vấp tí xíu thôi. Nhưng mà cái dấu hiệu mà để cho chúng ta thấy cái lão quá nữa, mà từ thắt lưng đi xuống ấy, mà từ cái cổ cái đầu gối mà đi xuống ấy chứ, đó là dấu hiệu chuột rút. Ai bị chuột rút rồi chết nữa rồi. Nhưng mà những người bị mình không có nói nha. Và một cái chứng nữa mà hàn khí lạnh ở miền Bắc này thường gặp nhất đó là gì biết? Đó là nằm mơ ngủ là bị bóng đèn. Ai bị bóng đèn giơ tay lên. Đấy, thêm hai người chết. Thì những cái triệu chứng mà nãy giờ tôi nói là những cái triệu chứng của cái tuổi già hết rồi. Khi mà tuổi già chúng ta đến, sức khỏe chúng ta xuống và cái chết lần lần đi đến với mình là rất là nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng đau, mới đầu là đau cổ, sau là đau lưng, rồi sau cái đầu gối yếu, ngồi xuống đứng dậy khó khăn, rồi chân hay bị vấp, rồi gì bị chuột rút. Thì mấy cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu của cơ thể bị lão hóa đấy. Và cái chứng đó là mọi người cứ để ý đi, nó bị nhiều lúc nào? Mùa đông. Đồng ý chưa? Rồi tôi nói đến cái phần này, có ai thắc mắc gì không? Đó, bây giờ đến phần mọi người thắc mắc. Hồi nãy giờ tôi nói mấy cái triệu chứng của cái đó rồi đó. Rồi ai thắc mắc? Mọi người có thắc mắc gì không ạ? Vì vừa rồi thầy nói là nếu mà bị những cái chứng như là phía đằng sau cơ thể, phía chi dưới, phía thần thân dưới,
mà có tổn thương là cái chết sắp tới, nghe có lo không ạ? Bây giờ mọi người có nôn nóng để nghe thầy sẽ chia sẻ cái giải pháp không ạ? Chắc xin mời thầy không có ý kiến. Nhưng mà chưa thì tôi nói thêm, chắc là đến phần này mọi người sẽ có một thắc mắc. Thì đối với cái đông y thì thận là thủy dịch, thận là mùa đông, thận là nối đến cái lạnh lẽo. Thì ở trong cái thủy dịch mình á, thì nó chia ra làm ba cái mà thủy. Thì nước tiểu thì là thận thủy khí, còn hãy là nước mắt là can thủy khí, còn mồ hôi là tâm thủy khí, còn nước miếng là tỳ thủy khí, còn nước mũi là phế thủy khí. Bây giờ chúng ta mới đi vô từng cái. Nước tiểu, mùa đông mà đến, tuổi mà đến thì ban đêm đi tiểu. Có người đi tiểu một lần, hai lần, có người đi tiểu ba, bốn lần, và có những người đi tiểu liên tục. Ai? Ai ở đây mà tối đi tiểu? Và nhớ nha, cái chuyện mà đi tiểu liên này nhiều là ở người đàn ông. Rồi mấy bác, đàn ông bác nào đi tiểu nhiều? Chưa ra lên? Hai ba lần. Hai ba lần. Thì mọi người sẽ thấy là cái sự liên hệ của cái thận với cái vấn đề này. Mình tốt không có đi tiểu, chỉ có là có vấn đề thì bắt đầu có đi tiểu. Mà hãy đi tiểu nhiều thì đó là dấu hiệu của tuổi già. Và cái mà rõ nhất đó là gì? Đó là bị u sơ. Bắt đầu thì phù đề chứa tiền liệt thôi, nhưng mà sau đó là cái u sơ chứa tiền liệt. Và như vậy ở đây là tôi còn nhớ cái câu mà ta nói đi tiểu ấy, mà có hai cái loại đi tiểu để mình phân biệt. Cái đi tiểu ấy, mà cái mất tiểu đi mà đi lắc nhắc, đó là dấu hiệu của phù đề hay là u sơ chứa tiền liệt. Nhưng mà có những cái trường hợp đi tiểu ấy, là đi tiểu một cái cạnh, đi tiểu cho thêm ngon. Tôi còn nhớ câu miền Nam nó đi tiểu như bò đái, tức là đi rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng mà cái đó cũng là dấu hiệu của cái tuổi già. Và ở đây ấy, là khi mà tôi nói ra là tôi đặt vấn đề luôn, cái vấn đề mà để giải quyết luôn. Thì trong cái mà để giải quyết cái đó thì mọi người nhớ vừa rồi cái cặp đá mình học rồi đó. Thì đá là mình chỉ dùng cái đá này ấy, là nó có hai cái cách để giải quyết. Một cái là chườm ở gan, một cái là chườm ở thận. Thì lập tức trong vòng tuần lễ thôi là nước tiểu không còn đi tiểu nữa, nó đi tiểu lại bình thường liền. Thì tại sao vậy? Tại vì mùa đông là lạnh lẽo thì cái bệnh này nó nặng thêm. Nhưng mà mình đưa cái sức nóng vô để mà đẩy cái lạnh ra ngoài thì tự nhiên nó không còn đi tiểu nữa. Rồi bây giờ ai thắc mắc xin mời. Có ai thắc mắc gì cái này không? Rồi em hỏi. Không có xem gì. Tê bắp chân. Tê bắp chân. Mùa đông thì nó sẽ tê siêu. Thì chúc mừng em không? Bắt đầu có dấu hiệu lão quá rồi. Thôi yên tâm, già trước tuổi. Thầy nói vậy nhưng mà lát nữa thầy dơ cao mà đánh khẽ. Lát nữa mọi người sẽ được hưởng một cái kỹ thuật để làm sao mà ngăn ngừa lão hóa, em yên tâm nha. Thực ra là thôi tôi nói bị gì nói với mình chỉ luôn cái cách để giải quyết, đồng ý không? Mình nói đâu mình giải quyết tới đó. Thì cái cách của em á là em chỉ cần thứ nhất á là em chườm nóng cái vùng gan cho tôi. Cái thứ hai là em dậm gót chân, tức là dậm theo Michelin nè, tức là em nhón gót lên và dậm cái gót chân xuống dưới đất nè. Và mỗi ngày á là em chỉ cần dậm hai lần thôi, buổi sáng 50 cái, tối 50 cái đủ rồi, ok. Và chườm nóng cái vùng gan. Rồi ai thắc mắc nữa cái đó hay á, rồi ai hỏi nữa, em còn chưa trẻ gì là vấn đề. Rồi xin mời. Tôi bị thoát vị liên hệ trước một cơn rơi bằng Phương Nam, nó đỡ nhưng mà cũng mùa đông nữa lại tái phát. Đúng rồi. Xin thầy giải cho cách. Giống như nãy tôi nói ban đầu á, tức là
khi mà ở cái tới tuổi chúng ta đó là cột sống cổ nè, cột sống lưng nè, đầu gối nè, là có vấn đề. Và cái vấn đề của anh nó đang tới đó. Bây giờ trước mắt á thì anh chỉ cần chườm đá thôi, anh chỉ cần chườm đá thôi. Bây giờ đá đâu ở cái gan và cột sống lưng thì nó ổn cho anh rồi. Hay còn cái chuyện mà để chỉnh lại cột sống lưng ấy, thì nó còn phải có cái quy trình đúng của nó thì nó giải quyết được, không có vấn đề. Và khi nào mà tới cái mùa đông anh không còn cái dấu hiệu đó nữa thì cái dấu hiệu lão hóa nó được ngăn chặn. Còn nếu cứ mùa đông là anh bị vậy thì anh biết là anh sắp sửa lên đường rồi đó. Đâu, nhưng mà anh bây giờ gặp mặt nhau là có lên đường rồi. Ok thưa thầy. Ừ. Tôi trên mạng thì thấy thầy dạy cái số cái trị liệu vận động. Dạ. Thì tôi vẫn trị liệu vận động, nhưng mà mấy ngày nay tôi trị liệu vận động thì chắc là chưa thực hiện đúng cái mô típ của nó, tức là cái cách làm của nó. Vâng. Cho nên nó chưa ok những cái chướng, những cái đau thành chứng tỏa. Cũng như tôi nói anh á, mùa đông là khi mình nhóm đông là cái dấu hiệu bắt đầu. Bây giờ á, là mình điều trị mà gọi là triệu chứng á, là gọi là điều trị ngọn á, thì chính là mình dùng cái vận động đó. Nhưng mà trị gốc á, vẫn là phải làm ấm cái vùng đó lên, ấm cái gan lên, ấm cái vùng cột sống lên. Thì khi nó đủ ấm rồi đó, thì cái đó nó không đau, cái đó là cái gốc. Thấy không? Cho nên là nó nói là thận mùa đông là cái hàng là vậy. Ok, rồi mình tiếp được nha. Còn ai còn thắc mắc gì cái chuyện đi tiểu nữa không? Đây đây thầy. Ai xin thầy. Thôi chắc phải nói lớn, chị nói nhỏ quá. Không nghe vậy. Rồi. Em bị coi như là cứ bị cuột rút là từ qua phó thứ hai nên là tay là cứ mình ra bị rút thì nó mới có cảm giác. Không, cái tay sao gì sao nói sao lại sao? Cái tay à rồi đó. Rồi. Dạ đúng rồi. À, xin cảm ơn chị. Tại vì những cái dấu hiệu mà chị nói đó, đó là cái dấu hiệu của chị là dấu hiệu lão quá rồi. Thì khi mà bị chuột rút nè, khi mà bị co tay chân co rút á thì dấu hiệu đó là của lão hóa rồi. Bây giờ là chị, bây giờ tôi nói là chị chưa cần dùng thuốc, chị chỉ cần vô Sài Gòn chơi chừng nửa tháng mấy dấu hiệu mất hết. Nhưng mà chị ở miền Bắc mùa đông này chị cứ quýu lưỡi dài hết mùa đông thôi, dùng cặp đá thôi. Đó là dấu hiệu của cái thận. Thế nó bị hiểu rồi hả? Cái mùa lạnh này nó có rẻ nó mấy gì đó. Rồi, bây giờ bằng nước mắt. Thì tuổi già thì bắt đầu có dấu hiệu của nước mắt rồi. Rồi, các cụ nào bây giờ thấy nước mắt chảy nhiều? Anh Lực có bị không? Không. À, vậy là ngon anh. Rồi, ai bị? Tiếng bác này hay giống nghề luôn á. Cái tuổi bắt đầu lớn thì nước mắt tự chảy, tại vì nó sớm quá hết rồi. Thôi thì không ai thì tôi nói tiếp. Sao ai bị à? Rồi thì em tính về đi, em chảy nước mắt sao nói nghe coi. Đây nó lớn lên em. Trời ơi con gái cứ nổi tiếng tí phải la nàng lên. Dạ thưa bác, là nước mắt của cháu hay chảy ạ? Có một chuyện gì đó rất là đơn giản thôi, cháu mới hay chảy nước mắt. Không, bị hồi lúc nào? Xúc động. Trong lúc nào cháu cảm thấy thế? Xúc động. Nhưng mà hồi nhỏ tới lớn thì bị vậy hả? À, dạ không ạ, chắc là có thể là sau khi lập gia đình ạ. À, đúng rồi, chính xác. Rồi, gia đình là điên không? Bởi vì đó là lúc, cho nên hồi xưa tôi ở tập thể vui lắm. Mấy cô gái là trẻ thì hay đập, hay phá đồ, quậy phá, đập nồi, đập niêu, rân. Thế thì khi mà phá vậy thì cái anh mà phụ trách nói mấy cô gái này mà con gái gì mà ghê gớm la lối đập phá mà. Cái tôi nói anh ơi, anh thông cảm đi, cho nó la lối đi thời gian thôi.
chừng nào nó vô chồng nó cười, nó cười cũng nổi. Em mà đúng vậy, có con có đồ xong bắt đầu thành người không nổi. Thành ra cô này cũng là thuộc cái dạng đó, tức là bây giờ ấy, là khi trước khi vào làm gia đình ấy, thì không có vấn đề ấy, bình thường, nhưng mà khi có gia đình xong thì khóc lúc nào cũng được, bởi vì là bao nhiêu cái quốc thức nó nằm ở trong người ấy. Rồi một cái chuyện gì nhỏ chút xíu ấy, mình cũng có thể nhỏ lúc tắt được. Ráng đi em. Em lấy chồng bao nhiêu năm rồi? À, trở ra 10 năm rồi. Đúng chỉ. Bởi vì khi mà lấy chồng mà được tới 10 năm thì thằng chồng càng ngày càng gian, mà thằng bà thì càng ngày càng ác. Bởi vì thằng chồng nó gian quá, mà mình ác không được, mình mới khóc. Chứ nếu mà em ác được, nó không có khóc. Thôi, khóc đi em. Tôi quê hết nội tình. Cái đó là không phải là, cái đó là vấn đề tâm lý thôi. Rồi nó kích thích cái hệ giao cảm mình, nó là vậy. Thành ra là cái nỗi đau buồn đó sẽ khóc dài dài cho đến khi nào lìa đời nhắm mắt. Không lâu dài. Bây giờ lát nữa thầy sẽ để chia sẻ để giúp cho cô giải tỏa làm thế nào để không có phải khóc đến lúc lìa đời chứ thầy. Thiệt ra là muốn mà không khóc nữa thì chỉ có đức dứt điểm chồng nữa thôi. Không. Một câu hỏi nữa là, tức là bình thường thì em không có nước mắt, nhưng mà khi mà ngồi thiền thì đến 5 phút sau là bắt đầu nước mắt chảy ra hai bên và chảy rất nhiều. Thì cái hiện tượng đấy là hiện tượng gì? Nhưng mà có khó chịu không? Dạ không. Tất nhiên là nước mắt ra thì nó ướt má rồi là nó cũng hơi cái, tức là không tập trung được. Cảm ơn. Thực ra là nó, cái nước mắt ra ra trong bước ngồi thiền nó có hai vấn đề. Một là vấn đề sinh lý, hai là vấn đề tâm lý. Cái vấn đề sinh lý ấy, là do cái lúc mà mình ngồi xuống cái lắng động ấy, thì mấy cái tuyến nó kích thích. Mấy cái kia nó kích thích, mình kích thích cái đó. Nó làm cho nước mắt nó chảy ra thôi, có chuyện bình thường. Nó kích thích, mà nó nghe nó kích thích nghe mắt mình, nó kích thích vô khác là đái trong cuộc. Có vấn đề sinh lý thôi, không có quan trọng. Nhưng mà còn một cái vấn đề đó là tâm lý. Tâm lý là liên hệ tới cái, nó gọi là hệ ăn cả tay siêu, tức là cái tái sinh của con người mình đó. Em đây cái thuyết người ta nói là tôi sinh là người rồi trước tôi có một vấn đề đó. Một cái vấn đề đó làm cho cái cuộc đời mình nó đau khổ. Em rồi những cái đau khổ đó nó chỉ xuất hiện trong lúc mà mình chịu được. Thì lúc đó nước mắt mình ra, có nghĩa là đau khổ, khóc, tức tưởi, tại sao tôi phải làm người? Thay vì lên tiếng cảnh, bây giờ xuống làm người thì những cái đau buồn, khổ sở ở tiền kiếp trước gì đó, nó xuất hiện trong lúc đó, trong phút chốc thôi, là lần mình chảy nước mắt. Thôi thì, lâu lâu nhớ lại tiền kiếp xưa. Nói nghe như đùa như thật. Ok, bây giờ tiếp nữa, đó là mồ hôi. Thì mọi người thấy rồi, mồ hôi thì đối với người mà tuổi bắt đầu lớn, cái mồ hôi người lớn tuổi khác đấy. Còn cái mồ hôi của người trẻ mà nó ra mồ hôi tai á, ra mồ hôi tai á, chắc hết pin rồi. Người trẻ đó, cái ra mồ hôi tai á, thì là do rối loạn cái thần kinh giao cảm. Nhưng mà đối với người lớn tuổi đó mà ra mồ hôi á, thì là sức khỏe bắt đầu kém rồi. Mấy cái mồ hôi, mấy cái tuyến nó không có giữ lại được, nó làm cho ra mồ hôi. Thì tùy cái mồ hôi ra ở bộ phận nào nhiều nhất thì là cái cơ thể suy yếu của cái người mình suy yếu. Thí dụ như có người ấy, ra mồ hôi ấy, là chỉ nửa người bên trái, hoặc là người ra mồ hôi nửa người bên phải. Có người ra mồ hôi mặt thôi, có người ra mồ hôi toàn thân, rồi có người ra mồ hôi từ thắt lưng lên xuống thôi. Thì hai chân ra mồ hôi thôi. Và nói vậy ấy, là đã nói tới mồ hôi thì nãy tôi nói người trẻ là do cái đó là sự tiêu cảm thì nó ra mồ hôi tay, mồ hôi chân ấy. Còn riêng cái người lớn tuổi á, thì ra mồ hôi vậy. Thì ở đây ai cũng muốn hỏi gì cái này không? Tôi trả lời. Xin mời. Những cụ ông, cụ bà nào đâu rồi? Còn chị nữa. Xin mời. Rồi tới bà luôn. Cho giờ nó rơi hết rồi. Từ này là em bị ra mồ hôi mặt, cứ dùng một tí là ra mồ hôi mặt rất nhiều, nó cứ tuôn thôi. À, bà bị lâu chưa? Dạ, bị lâu. Hả?
À, chị bị lâu nè. Bị lâu là bao nhiêu lâu? Mấy năm rồi. Đừng có nói đừng ha. Đừng có nói đừng. Từ ngày lấy chồng tới giờ mình đã có mồ hôi. Tìm ra cái mồ hôi đó là mồ hôi của một cái sự lạc quan thôi, suy hiểu thôi. Thì trong cái phần cơ thể mình đang có một cái hệ thống thần kinh, đó là thần kinh tự động hay là thần kinh thực vật. Thì trong đó có hệ giao cảm và đối giao cảm. Thì khi mà tuổi mình bắt đầu có lớn rồi đó, thì cái hệ thống mà điều chỉnh đó, nó là automatic nè, nó hơi bị trục trặc chút xíu, thì nó có dấu hiệu đó. Thì trong cái mà ổn định của mình nó thực ra là giống như tôi nói là cái phần lão hóa đó, là khi mà mình chườm nóng cái vùng gan và chườm nóng cái vùng thận lại, thì cái đó dần dần nó sẽ ổn định đi, không có ra nữa. Ok. Đây. Mồ hôi đâu? Mồ hôi ở đâu? Rồi. Thưa thầy, là em hỏi là có một cháu trai cho con của em ấy, nó bị mồ hôi tay từ khi thầy giáo phát hiện, nó đi học cấp 3, năm 14 tuổi. Năm nay nó 28 tuổi và vẫn cứ bị ra mồ hôi tay, mà em cứ chữa rồi cứ cho nó uống láo lốt khô thì nó đỡ được ít, sau đó thì okay. Em muốn thầy chữa cho cháu họ. Rồi, được. Tôi nói là để chỉ cách chữa chứ không phải chữa đâu. Thế thì như vậy là đó là cái trường hợp của em nó bị tổn thương cái thần kinh vô cảm này. Và hồi trước á, là người ta mổ, sau này á, người ta mổ nồi sôi. Nồi sôi bằng cách là gì? Người ta cho cái nitơ lỏng á, mà âm từ 150 độ C cho tới âm 180 độ C, để ta đốt mấy cái hạt giao cảm. Và ta đốt hạt giao cảm ở đâu? Là ở trên cái núm vú mình nè, và một cái trong nách. Hai cái hạt giao cảm nó khi đốt xong nó mổ không ra nữa. Rồi tôi nói tiếp chưa hết. Nhưng mà tôi khuyên là không nên làm điều đó. Tại sao gì? Tại vì là cái hạt giao cảm làm cho mình có cảm xúc. Và tự nhiên là mình đi đốt cái đó thì không biết sau này mình còn cảm xúc không? Đúng không? Đấy. Tại vì đường kia lấy em gì? Nó thiệt nha, bởi vì hồi trước không có ra mồ hôi đầu, mà từ khi lấy vợ về cứ ra mồ hôi đầu thôi, bị sợ. Trước đây thì được, chứ nếu như mà bị bây giờ thì em chỉ cần thiền chút xíu là chồng em mới không ra mồ hôi. Thì mấy cái trường hợp đó thực ra là mồ hôi đầu mà ở tuổi trẻ vậy là điều do cái giao cảm hết. Thì như vậy là đối với chị này là chị chiên loa mấy cụ tán này chị. Mấy cục đá này chị bỏ vào trong ngăn lạnh. Bỏ ngăn lạnh xong rồi thì mỗi ngày á là chị cho chườm một cái cục đá ở trên cái núm vú này nha. Một cái là bên dưới cái nách á, trong kẹp trong nách mình á. Chị để vô nó hết ra liền. Hết ra liền lập tức, nhưng mà sau đó nó ra lại. Tại vì cái hạt giao cảm nó vẫn còn kích thích, nó làm cho ra mồ hôi đó. Thì mình phải làm rất là nhiều lần cho đến một ngày nào đó, bởi vì cái giao cảm nó là một cái dây thần kinh tự động, thì ô tô bên chức nó điều chỉnh lại cái não năng rồi. Thì đó là lời khuyên tốt nhất, nhưng mà làm kết quả rất rõ ràng. Còn riêng chồng em mà ra mồ hôi trắng rơi đầu ấy, thì em chỉ cần duy nhất là dùng hai cục đá bỏ vô lên lạnh giống tôi nói đó, và để được lạnh nha, em đặt ở cái cột sống cổ nha, cột sống cổ nha, em đặt ở đây nè, đặt hết cái cục kia, cái lấy tới cục trước nè, thì cái mồ hôi lần lần nó sẽ ổn định không ra. Tay cái hạt giao cảm nó nằm ở cuộc sống cổ nè, thì cứ để ngay cuộc sống cổ từ C1 tới C7 thì ra nó nằm ở lớp C4 tới C5, nhưng mà mình để luôn cái đó thì nó có kết quả rồi. Ok, rồi được rồi, ai có hỏi thêm không? Thầy là tay là ở đầu đầu cũng biết ở nách là thầy không? Trên trên đầu đúng trời, ở tự nhiên để đầu cũng có đem đó, trên đây. Thì nách nó có một cái nách thôi. Nhưng mà bây giờ thuộc này để em chính thấy cái nách rồi. Thành ra phải lo để trong ngăn lạnh. Mà thường ra là cái hiệu quả mà nó cũng có đó, là phải để trong ngăn lạnh âm từ 15 tới 18 độ C. Nhớ nha.
thì nó mới có hiệu quả nhiều. Cho nên mình để ngăn lạnh thì mình dặn cho nó tối đa lên để cho nó lạnh, thiệt lạnh thì mình đặt vô cái hiệu quả liền. Tay á là những trường hợp mồ hôi mình thấy nó chảy ra ào ào vậy á, mình đặt vô hai cái mồ hôi nhưng lại liền tại chỗ khô liền. Không có vấn đề điều chỉnh, cứ làm cho nào khỏi thôi. Một ngày mấy lần? Muốn làm mấy lần được, lúc nào rảnh làm. Vì lý do tôi nói vậy nè, là cái đó là do cái rối loạn của thần kinh giao cảm. Mà tôi nhắc lại, thần kinh giao cảm là hệ thống thần kinh tự động, thì nó automatic nè. Tại sao này bị chuẩn bị? Thì khi nào nó tự điều chỉnh được rồi, mình thì mình ứng chế đó. Tại vì mình ứng chế là mình làm tê liệt cho nó trong giây phút đó, thì nó một lúc nào tự động nó điều chỉnh nó lại, nó làm cái cục, nó trở lại bình thường thì lúc đó ok, chứ mình đừng nên can thiệp thủ thuật vào trong đó. Ok, đây có ai ôi rồi sao cái này thì khá hấp của tốt sống lưng đi, nó thoát vị trí đẹp, cái này đau đầu gối thì dùng đá thần kỳ này thì nên đặt được cái đó. Đầu gối hay dưới đâu? Đầu gối và thoát vị trí đẹp. Thực ra là nó thường ấy, là làm đúng đấy nha, là thứ nhất là để ngang, thứ hai là để cái thận. Nhưng mà thận á thì mình phải để ý nè, là rốn cái đây gì phải không, thì mình đo lên bằng một cái bàn tay, rồi mình đo dòng ra về sau lưng thì hai quả thận nằm trên đây thì mình chờ nó. Rồi một cái nữa á, mà muốn làm cho ok cái đầu gối á thì anh phải vừa chồm gan mà vừa phải vừa chồm nóng luôn hai lòng bàn chân. Cái dùng đá nóng hay dùng đá lạnh? Đá nóng hết, cái đó là dùng đá nóng hết. Ok, 4 viên. Nhưng mà cái đặc biệt mà tại sao mà nó đau đầu gối mà tôi kêu anh không có chồm đầu gối mà tôi kêu anh chồm đây, tại vì cái sức đặc biệt của cái đá mà của mình á, cái thị trường á, thì khi mình để vô nó hút vô, nó hút vô, nó hút như vậy vô mà mình đổi cái qua cái đầu này nó cũng hút. Nó không, nó là từ trường nhưng mà nó không có phải là lực đẩy mà chỉ là lực hút thôi. Thành ra anh cầm thử hai cục anh làm thử. Anh làm giờ tôi anh để thấy gần gần anh thấy nó kéo này. Thế thầy cho anh làm búp bê để đánh dấu chỗ nào là thận, chỗ nào là gan, hai lòng bàn chân thì biết rồi. Thận là ở cái đúng cái này. Rồi mình lấy cái bàn tay mình đo lên đấy. Rồi từ đây mình đo lên sao thì là hai quả thận. Còn gan đã thật. Còn gan là thượng vị ở đây. Rồi cái dưới nấm chú mình để đây là nghe mà bên phải. Ok xong chưa? Rồi 10:30 là tôi còn nơi rửa giờ nữa nha. Rồi sao? Đây là chưa đưa nói lớn lên để sát vô. Em xin phép hỏi thầy câu ạ, tức là em là cháu trai nhà em, năm nay 23 tuổi, nhưng mà người thì khỏe mạnh bình thường, đi đông tây bắc mơ nhưng mà sao chân nó hai chân nó lạnh như cả nó ướt mồ hôi ạ. Thế thì thầy đem giải pháp, nên em muốn xin phép hỏi cũng nữa là thầy bảo trường mà hạch cho cả mà chỗ ngực và nách thì tại sao lại là trường lạnh mà không phải trường nóng ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Cái trường đóng á thì nó giãn ra, còn giờ trường lạnh á nó co lại, và khi trường lạnh nó co lại nó ức chế, nó làm cái đó nó không có tiếp tục cái tích nữa. Còn cái chân á mà nó lạnh mà nó mồ hôi á là nó có dấu hiệu của một rối loạn vận mạch ở dưới chân, thì thường thường á là do cái mao mạch ở dưới bàn chân á nó không có lưu thông tốt cho nên mới có hiện tượng đó. Thì cái đó không có gì khó đó, chỉ cần trường gan và trường hai lòng bàn chân một thời gian nó ấm trở lại không có ra mồ hôi. Và cái mồ hôi đó chính là rối loạn vận mạch do co mạch ở dưới hai cái bàn chân. Cho nên để không có vấn đề. Ok. Rồi. Ai hỏi được không? Ừ. Nhưng mà em không có chồng. Nhưng mà em thì không có chồng. Đúng không? Có chồng chưa? Em chưa có chồng ạ. Không có chồng rồi. Tức là cũng từ khi có chồng mà cứ khóc vậy. Khổ. Thôi, thân phận đàn bà em. Em nói là em muốn là kiếm sao là đàn ông đi.
Trường đá không? Hy vọng tới một ngày nào đó em đi vậy xong thì em không khóc. Ok, bây giờ đến phần nước miếng. Và nước miếng này nó cũng có thường thường á, thì cái nước miếng này ở cái người lớn tuổi á, là mình chú ý là gì biết không? Khi nào có tuổi rồi đó mà mình thấy thỉnh thoảng chảy nước miếng ở một bên thì mình coi chừng mình nói có bị hơi ngọng nghẹo chút xíu không, thì cái dấu hiệu của nước miếng mà chảy qua một bên á của người lớn tuổi đó là dấu hiệu bị tai biến nhẹ. Nhiều người không có để ý nhưng mà đó là dấu hiệu tai biến nhẹ. Thì đối với những người á mà mình thấy á là tự nhiên mình nước miếng hơi năng chút xíu rồi mình mà một bên thôi nha, rồi hết pin không đi thay pin giùm lên, thì như vậy á là anh ơi, đừng có dùng đụng gì cái má nha, để nguyên nó, đừng đụng gì để cho thay cái pin đấy. À cái pin này. Đi lên đánh hai chút. Thì là như vậy á, là cái nước miếng á mà mình trả cho là có thì một cái dấu hiệu tai biến nhẹ, thì mình có chừng là mình thấy hơi liệt nhẹ bên, nhưng mà lại liệt nhẹ bên dễ biết lắm, tức là nửa người bên nóng nửa người bên lạnh. Cái bên mà liệt chính là bên lạnh, cái bên mà ra mồ hôi chính là bên liệt, còn bên mà ở cái bên mà ra mồ hôi là không phải liệt, cái bên mà bị lạnh mà không ra mồ hôi nó là bên liệt. Thành ra là khi nào mà có dấu hiệu của người lớn tuổi ấy, mà chảy nước miếng thì dấu hiệu đó chính là dấu hiệu của tai biến nhẹ. Rồi mọi người có ai bị chưa? Dạ xin mời đồng chí. Thỉnh thoảng mới rồi thường thường là cái nước miếng chảy ra. Cái thứ hai nữa là huyết áp của tôi rất bình thường, 14.78 thôi. Thế cái thứ hai nữa là nó hay ứ nước ra, cái kiểu như là ứ nước, cái kiểu nước bọt mà. Thế vấn đề đó thì còn vấn đề thì sợ là gần đột quỵ, nhưng mà chắc huyết áp của bình thường, nó uống thuốc cao huyết áp vẫn bình thường như bình thường. Thầy bị lâu chưa? Mới bị cái chế độ 2-3 năm thôi. Thực ra huyết áp là vấn đề thì em cũng xin phép qua mặt chút xíu để em nói về cái vụ đó. Thực ra là nhiều khi mình nói huyết áp là thế mà 12-8 là trung bình, mà đối với người lớn tuổi á, thì 15-8, 15-9 là 10 là chuyện bình thường. À, nhưng mà không phải, huyết áp ở đây là ta đặt vấn đề là trước nay có dẫn là 12-8, nhưng mà thỉnh thoảng gần đây nó lên 13-8, 13-9, có nghĩa là cao rồi. Chứ không phải là cái chỉ số theo cái tuổi mình là vậy, tức là nó chỉ đột biến một chút xíu so với bình thường là dấu hiệu cao. Và nó có những cái tai biến nhẹ mà trong ngày mình không biết, có thể là đêm rồi nó lên, mà nó lên một cơn nhẹ mình không thấy, và cái cơn nhẹ đó nó thể hiện bằng cái nước miếng chảy, nó bị nó liệt á, thì nó liệt ngửa mặt á, cho nó liệt luôn cả cái trứng nước bọt. Và cái dấu hiệu á là giáo sư sẽ thấy một cái dấu hiệu mà rất là rõ ràng, đó là hai bên á, cái cơ nửa kinh cơ thể nó có dấu hiệu nhiệt độ không có bình thường. Thì thường thường á, mình mà có đồ nhiệt độ á là mình thành ra chưa đo huyết áp á, là mình đo thứ nhất là đo hai tay, cái thứ hai là mình đo nhiệt độ của hai cái bên, mình sẽ thấy nó bị chênh lệch. Thì khi đã có dấu hiệu chênh lệch mặc dù là nửa độ đi nữa thì nó cũng là dấu hiệu của một cái tai biến nhẹ. Và thêm một cái nữa là khi mình đi á thì mình thấy cái bên mà nó yếu á, bên mà nó bị chảy nước miếng á thì nó hơi yếu một chút xíu, là nó bị sốc nhẹ một chút xíu, thì đó là những cái dấu hiệu của tai biến nhẹ. Thì vậy là giáo sư phải trường một ngày hai lần và theo dõi huyết áp cực kỳ. Và vấn đề đó phải nói là sao, tại vì cái tuổi mình bắt đầu lớn rồi, và cứ tới mùa đông, chuẩn bị cho mùa đông
là dấu hiệu nó xuất hiện. Bởi vì mùa thu giờ là bác sĩ là cái đó là mùa thu rồi, thì mùa thu rồi chuẩn bị mùa đông cái đó sẽ nặng thêm, cho nên là ủ ấm trường nóng. Và nếu như muốn cho nó hiệu quả hơn nữa đó, thì mình vừa trường nóng cái vùng gan và mình phải trường nóng luôn cả hai cái mạch chảnh để cho nó ấm, để nuôi trên cái đảo mình nó giãn mấy cái mạch máu mình đó, để cho nó không có bị bế tắc, không có bị đột quỵ vậy ha. Ok ha, rồi ok, mọi người có ai hỏi gì thêm bắt đầu đi ra tiếp. Rồi chuyển xuống cho anh kia đâu trước đi, hồi nãy giờ thầy mẹ em bị nước mắt sống cứ chảy suốt ở trường, chỗ nào là tốt nhất thì thầy thấy em mua đá và thầy chỉ chỗ trường. Trường cái đó là em trường cái gan và trường trực tiếp lên đó. Và tôi cũng nói cho chị biết nha, chị có một cái tay biến nhẹ rồi nha, tôi nhìn thấy rồi. Vâng, em bị mấy năm rồi đấy ạ. Bây giờ có cách nào để cho nó được ấy không ạ? Trường nóng ở vùng gan và vùng thận, một ngày chị phải trường hai lần, một lần phải trường trên 2 tiếng một. Dạ, một lần đấy, tôi nhìn thấy rồi. Rồi xong rồi. Sáng sớm với tối rất đông không? Đúng rồi, à, trưa với buổi tối 9 giờ. Đây ạ. À. Rồi không, để cho anh chị thôi. Dạ, em chào thầy, chào tất cả mọi người. Dạ, em xin hỏi thầy, tất nhiên là cái chương trình đã qua rồi, nhưng mà giờ thay thì thầy không nhìn thấy, cho nên là cũng hỏi lại thầy. Nói về chuyện nước mắt ạ. Nước mắt thì với cái tuổi của em thì cũng ngoài 60 thôi. Một là đọc sách, hai là quá trình mà mình xem vô tuyến nhiều, thì tất cả những cái trường hợp ấy nước mắt cũng nó cứng lại và cảm nhận thấy rằng có những cái bẩn, người ta gọi là rỉ mắt đấy thầy. Đấy, thế thì em nghĩ em cũng có cái tư duy là hay là mình bị tắc tuyến lệ thì có phải về viện mắt để thông tuyến lệ không? Thì cũng qua cái buổi tọa đàm này cũng xin thầy thì những lời khuyên để được biết được cái việc đó. Rồi, dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả mọi người. Cái việc mà quên á thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á là con mắt của mình á là mình làm việc nhiều quá sức. Tuổi mình thì lớn rồi nhưng mà đọc sách, đọc báo, chơi game, Facebook thì nó làm cho con mắt mình nó mỏi mệt, nó chảy nước mắt, chuyện bình thường. Nhưng mà nếu như mà không phải mấy cái đó mà bắt đầu cứ ra rồi là có ghèn này nọ các thứ, Việt Nam đó là ghèn, thì anh nên đi vô bác sĩ coi nó có bị tắc như vậy không, và có người ta thông cái sống này. Nhưng mà yên chí đi, rồi họ không sao vài bữa mình về bị nữa, tại vì cái đó là dấu hiệu của cơ thể bị lão hóa rồi, thành ra bắt buộc nó cũng bị đó. Do đó là tốt nhất là mình chườm nóng dùng gan, rồi mình chườm nóng hai con mắt mình thường xuyên để cho nó kích hoạt, để nó hoạt động trở lại, nó giãn mấy mô mạch, nó nuôi lại cái đó, nó làm sống lại cái đó, nó tái cấu trúc lại chút xíu thì nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà khỏi thì tôi xin thưa rằng không khỏi ha. Rồi anh muốn khỏi thì anh đợi khi nào lên xuống trên thiên đường rồi khỏi luôn. Tại vì bắt đầu cái tuổi lão hóa rồi, nó sơ hết rồi, nó sơ hết rồi, cái tuyến cái sơ nó cái buồn nó phải giấu gì rồi. Hay ra cái chuyện nó bình thường. Mình chỉ giảm bớt mấy cái kia, chịu khó ra ngoài ruộng rồi cuốn đất rồi trồng rau rồi chơi chút xíu cho thư thái đi, đừng có đút vô chơi cái bút hoài. Ok. Alo, chứ thầy cho hỏi là cái người huyết áp cao thì thường vào buổi tối là huyết áp nó hơi đen, lúc đó thì lại trường đá mà lại trường đá vào cái vùng động mạch cảnh thì có ảnh hưởng gì đối với người huyết áp cao không ạ? Dạ, cảm ơn chị. Vâng, cái câu thứ hai này từ thầy trong nói rõ thêm là tác động hàng ngày trên trường xuân huyệt thì là sau đó trường đối diện với trường sinh huyệt và âm cốc thì cũng thể ảnh hưởng nào ạ? Cái đó thứ nhất là mọi người đừng có hỏi cái gì tôi chưa nói, tại vì đó là cái đề tài này thật ra là một cái đề tài 100 trang, người ta tôi nói được tới đâu hay tới đó, vì tôi nói tới 11 giờ thôi, rồi ta hẹn tiếp lai sinh nói đùa chơi với nhân dịp nào cũng có bài học cho đó, thì mình chứ còn mình bị thời gian nó bị khống chế, nhưng mà
ít ra để cho mọi người có khái niệm mà thôi. Cho nên cái câu hỏi của chị về huyết áp á, là khi mà nó lên nhiều á, thì thứ nhất á, là nếu như trường hợp huyết áp nó lên từ 9 giờ 11 giờ á, thì chị tốt nhất là uống thuốc từ 6 giờ tới 7 giờ để trước. Tức là uống chậm trước cái huyết áp nó lên, chứ không phải đợi huyết áp lên thì mình uống. Cái là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là yên tâm là khi mà trường nóng nó giãn cái mạch vành ra thì không bao giờ nó làm huyết áp tăng. Thì giống như mấy người uống rượu á, thì uống rượu cho nó nóng mừng mừng nha, nhưng mà đo huyết áp thôi, huyết áp xuống bình thường, cứ thế mà nhậu. Nhưng mà sau nhậu xong rồi nó mới biết cái tai biến sau này. Cho nên á, là cái chuyện mà trường nóng để nó giãn mấy mạch máu nó lưu thông là chuyện nó không có ảnh hưởng gì đâu, mà chỉ giúp ích thôi. Tất nhiên mình đừng có làm nóng quá, nóng mà gọi là nóng hổn á, làm cho một cái sốc ở trên cơ thể mình ấy, thì cái đó bất lợi. Ok, rồi xin mời tiếp chị nói lớn được khỏi cần đi không? Em hỏi là bây giờ bệnh của trẻ nó đang bị thì nhà cướp đẳng cấp thì người muốn điều khiển. Trẻ là bao nhiêu tuổi trẻ? Hôm bữa em vào bệnh viện này, năm ngoái thì rất là nhiều người đã bị như thế này, chân tay nó bị. Hiểu rồi thì cứ nói đi, không cần giải thích đâu. Em cũng bị và đi nằm bệnh viện phải 3 lần rồi vẫn bị, cho em phải theo thầy tiêu chuẩn thì em bóp thì nhưng mà tay cũng còn cứng. Trời, được rồi. Thì chúc mừng chị, tại vì viêm đa tốt giải pháp sẽ không khổ và nó mang đi suốt đời. Tới ngày khi nào mà chết thì bộ xương nó làm kỷ niệm. Tại vì cái đó khó chữa lắm, tại vì nó ảnh hưởng nhiều nhất là do thời tiết. Ví dụ như ẩm thấp nè, lạnh lẽo, chỉ thấy nơi riêng cái khí hậu á, là nó ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như mình ở Hà Nội nha, mình đi á, thời tiết ở đây vậy, nhưng mà mọi người chạy lên tới thế mình thấy nó lạnh xuống rồi, đúng không? À, thì rõ ràng là ở Thái Bình nó thấp hơn ở trong Hà Nội, trên nó cái không khí nó ẩm thấp rồi thì cái người bị đau khớp cũng nhiều. Và riêng cái viêm đa khớp dạng thấp đó, nó là nó cộng giống như là một cái lão hóa của cơ thể luôn, thì nó sẽ lần lần biến dạng hết tất cả các khớp và rất khó, rất khó. Cho nên là mình cái quan trọng của mình là mình chườm nóng cái gan để mình ngăn chặn cho nó đừng có tiếp tục phát triển nữa. Và trong cái phương pháp và thập chỉ liên tâm nó có cái phần kích thích làm cho giãn mấy cái mao mạch á, để làm cho máu huyết nó lưu thông á, thì chị nên tham gia một cái lớp học, cái lớp học mà bấm huyệt và chị học cái cách mà dùng để tác động ở trong đó có chiếc dẫn. Và cái mỗi sáng chị có chịu khó làm, tối đi ngủ chị có làm, rồi ban đêm chườm đá nữa, thì hy vọng nó làm chậm đi cái quá trình bệnh tật của chị. Chú nhất thì không có hy vọng nha. Thì thôi, nó dừng lại bớt là được rồi. Ok. Rồi. Cái này cho tên là thêm cái chung. Rồi. Cái này là nói là trường lạnh, nhưng mà thời tiết nó, ở miền Bắc rất lạnh. Ví dụ nó xuống dưới 12 độ, thì lúc bây giờ trường lạnh nó có ảnh hưởng gì không ạ? Mà tôi đâu có chưa ăn trường lạnh nào đâu. À, bộ chân tay hả? Khi mà mình chườm nóng á, là mình chườm ban đêm, còn mình chườm lạnh á, là chườm ban ngày. Ví dụ trưa 12 giờ chườm nó lo gì đâu. À, mà miền Bắc nó nói là lạnh ban đêm, buổi sáng thôi, chứ còn ban ngày nó cũng ấm áp chứ không đến nỗi đâu. Mà ngay ở bên Bắc Âu vậy mà nó lạnh dưới là âm là 15-20 độ, nhưng mà khi đi chườm lạnh ở những vùng đó mình vẫn chườm được như thế, không quan trọng đâu. Ok, chúng ta còn 20 phút nữa tôi nói tiếp ha. Mà trước khi làm việc tiếp á, tôi xin hỏi mọi người là hồi sáng giờ mình làm việc thì mọi người có cảm thấy hài lòng không? Rất thú vị. Ok, vậy nói tiếp nữa, vậy nói với mới đã. Ok, bây giờ đến phần nước mũi. Rồi bây giờ đến phần nước mũi. Thì bây giờ tôi không có hình ông già chảy nước mũi, thấy đưa cho cô này để nước mũi nhìn thấy ghê quá. Thì ở đây cái này ta gọi là sẫm khóc mướn. Ở trong miền Nam nó có dùng cái chữ là sẫm khóc mướn, tức là những người ở trong miền Nam là ở vùng trở lên nó có cái lớp dạy cho người ta khóc. Thì lựa mấy cô trẻ dưới là đến ngồi khóc như cha mẹ chết vậy đó. Nó khóc mà nước mũi nó chảy, mà hay mà nước mũi nó chảy lòng thòng được bao nhiêu thì giá tiền được lên bấy nhiêu. Rồi khi mà người mà tạo gia đình là chết á, người ta cô đơn, không có gia đình dòng họ gì đó,
thì ta mới mướn cho mấy người đi cống mướn. Thì mấy người cống mướn thì ôm cái quan tài đi sang, ôi trời ơi, anh ơi, là anh ơi, anh chết đi bỏ em con mình. Thì vừa khóc vừa lên cái nước mũi thả nó thì dài chừng nào thì đôi tôi thì cho nên là cái đó là cái mà thì những người đó thì cũng như tôi nói là nếu như là đối với những người chảy nước mũi vậy đó thì ta chờ ở đâu, ta chờ ở gan, ta chờ ở thận và cuối cùng là chờ ở hai cái bên cái phổi thì nó ấm ra lại thì nước mũi nó sẽ bớt chảy đi. Và còn ai thắc mắc cái chuyện này dù chảy mũi nè, xin mời. Rõ ràng, nhưng mà có một cái mà mọi người chưa để ý, đó là chảy nước mũi do dị ứng thời tiết, do dị ứng phấn hoa, do dị ứng hoa sữa, đúng không? Thì khi mà dị ứng đó đó, thì nó cứ sụp sịch tiếp, mà có người sạch cả hộp hay hộp giấy một đêm, và đẩy nó ra xuống vậy đó. Thì thực ra cái kinh nghiệm mà tôi làm bao nhiêu năm nay, đó, chỉ cần chườm nóng cái gan thôi, thì một thời gian cái chứng dị ứng nó không còn nữa. Ok, được chưa? Tôi vừa đăng ký. Muốn để nước mũi về đi vô Nam học cái bùng phá gọi là khóc mướn. Thầy xin hỏi. Hỏi đi. Chườm nóng ở vùng phổi là đâu ạ? Dù phổi là mình chườm ấm ở đây nè. Hai cái bên đây. Còn nếu như mà nước mũi mà lạ, mà rờ cái mũi mình lạnh á thì mình chợm đây chứ mình chợm ngay cuộc sống cổ thì cái lỗ mũi ấm lên liền. Được hết. Ok, bây giờ nóng nha. Rồi. Còn có gì không nói tiếp được không? Nói tiếp em. Bây giờ đến cái phần tinh dịch. Hồi nãy tôi nói từ đầu tới cuối là mình mùa đông thuộc thận, là những cái gì mà thuộc nước á là dính tới thận hết. Bây giờ nói tới tinh dịch. Thì ở đây á là người ta gọi là bệnh thời đại á, tức là xuất tinh sớm, ta còn gọi là chứng gọi là lúa chưa tới bồ đã đổ rồi. Người ta có được cái miếng thì đi chợ là hết tiền hả? Sao chưa đi chợ là hết? Đó là dấu hiệu của thận khí thì khí si. Thì thiệt ra mọi người chỉ cần chườm nóng cái gan và thận khi nó ấm lên đàng hoàng rồi đó, nhất là hai cái lồng trên á là ấm lên thì sẽ không còn còn cái vụ đó nữa. Nhưng mà một cái điều mà tôi nói cho mọi người nghe là mà trong cái quá trình mà nghiên cứu người thấy á, là những người nào mà hay bị chứng nhất và những người đó hay dùng ba quý nhiều nhất. Nhớ nha, hồi xưa tôi không biết, bây giờ có nhiều loại thuốc là gì đá gì đó là đủ thứ các thứ, cái chuyện khác. Còn chuyện hiện giờ bây giờ là thấy mà bị nhiều á là trong cái nghiện ma túy á, thì cái người mà nghiện ma túy á, là họ rất cần cái này. Bởi vì sao biết người mà nghiện ma túy á, thì khi mà dùng tới ma túy cái ma túy này thì cái đó là không có bị, nhưng mà vô cái đường ma túy thì mọi người biết không có đường ra này ha. Cho nên nó là không nên đánh đổi vậy, mà chỉ cần đánh đổi bằng cách là gì, là chườm nóng cái gan và cái thận thì dần dần cái sổ bị này. Và mọi người thấy cái phần chuyển dịch đó, là ở tuổi lớn rồi, nhưng mà có những cái người trẻ mà cái thời mà vua chúa mình thấy cái vị vua mình sống đâu có lâu đúng không, tại vì họ thất thoát nó nhiều quá nè. Ở trong cung người ta là tam cung lục diện, trời ơi 300-400 em, em nào cũng đẹp ngon hết á, lựa em đẹp nhất nước lên từ Huế, em thành ra là vua chết nhắc hết, chịu không nổi, thôi thì cái đó mình ở đây không ai làm vua cho nên khỏi á. Rồi một cái chứng nữa mà chúng ta sẽ thấy ở cái vấn đề mà của thận nữa, đó là cái chứng di tinh hoạt tinh. Thì thực ra là hồi xưa là tôi ở bệnh viện á, tôi đã từng chứng kiến những người bị hoạt tinh mà chết luôn, còn tinh tức là không kìm lại được, nhưng mà những cái tinh nó bắt đầu loạn hết rồi mà lạnh lắm,
Cho nên đó là tôi vẫn đề nghị là đối với đàn ông thì nên là chườm nóng cái thận với cái gan, nhưng mà đối với phụ nữ là bị huyết trắng đó nha, tập đớn đó. Thì hai cái cách trị liệu cũng giống nhau, tức là mình chườm nóng và thận và gan thì những cái chứng lần lần nó sẽ ổn định hết. Ok, về mộng kinh thì mọi người biết rồi, nằm mơ thấy giao hợp, nhưng mà lâu lâu được cũng được, nhưng mà ngày nào cũng vậy có ngày cũng chết. Rồi liền dương, dương nguyên tất cả đều là do cái thần hết. Rồi đây đến cái phần quan trọng, đó là hàn khí. Hồi nãy mình nói đó, mùa đông lạnh lẽo, thái âm hàn khí, thì cái lạnh của một cái mùa đông thì nó làm cho cái mỗi mùa đông nó tới thì làm cho cái cơ thể mình nó sụp xuống. Và nếu như mà mùa đông mình biết giữ ấm á, mình làm cho nó đừng có lạnh, mình giữ ấm, sáng mình đừng có ra ngoài trời sớm, tối mình đi ngủ sớm đi xíu, mình giữ được cái nóng đó, thì sang đến mùa xuân á thì mình trỗi dậy thì cái cơ thể mình khỏe mạnh. Chứ còn nếu không thì sau cái mùa đông thì cái những vì mỗi lần á là dấu hiệu hồi nãy giờ mình nói nhau đó, mỗi ngày nó sẽ gia tăng. Thì cái gia tăng đó chính là nối lên cái sự lão hóa của cơ thể mình, mỗi ngày càng thêm bị nặng hơn. Và muốn để mà tránh được cái lạnh đó thì cái mà duy nhất là chúng ta phải làm ấm lên. Và cũng như nãy tôi nói cái cặp trái dương kỳ của mình á, là một cái rất là kỳ diệu, tức là mình làm cho ấm lên, nó giữ được cái nóng ở trong cơ thể mình thì nó làm cho cái sự sống còn tồn tại. Rồi, và ở đây người ta cũng nói cái hàn khí, tức là cái lạnh đó, nó sẽ làm cho cái thận mình yếu đi. Ở đây cái thận là nói lên cái sự lão hóa nha, nói lên cái sự mà già nua đó ha. Cho nên mình thấy là hai cái mà người đều thấy là ở miền Bắc là uống trà nóng, nhưng ở miền Nam thì nó uống trà đá. Hai cái đó nó rất rõ ha. Thì để nói lên cái chuyện nóng lạnh đó ha. Và vẫn khuyên mà cũng không cần khuyên nữa, thì do cái thời tiết mà con người ta đang uống những cái nước mà nóng hay là lạnh. Nên bây giờ đến cái phần run rẩy, thì cái phần này ấy, thì thực ra là ở trong cái phần mà kinh nghiệm mà tôi đã thấy ấy, là những người mà bị cái lạnh với cái tuổi mà lớn tuổi ấy, là cái bệnh mà ta thường thấy đó là Parkinson, và nó không có nhường ai hết nha. Ha, là quan là chức hay là người diễn diễn quyết, nhưng mà tới cái tuổi đó rồi, khi mà đã có dấu hiệu của một cái thận khí nó kém rồi đó, thì người đó trước sau gì cũng bị bệnh kinh sinh. Và bị bệnh kinh sinh rồi á, thì bây giờ thuốc chúng ta chữa không có hết khổ được. Ở đây có ai có người nhà bị bệnh kinh sinh rung trên tay, nhiều khi mình thấy rung là rung như vậy, có nhiều người không có rung mà chỉ có dấu hiệu đi á, mọi người nhìn này ha. Thứ nhất là họ đi á, là cái tập của cái mặt nó cúi xuống, cái thứ hai đi như dậm dậm vậy đó. Mà cái điều rõ nhất á, là cũng như người đó là mọi người cho họ ngồi trên cái ghế, khi họ đứng dậy, giờ đứng dậy là rụng lưu này cũng vậy, là dấu hiệu của Parkinson này, chứ chưa phải tới cái chuyện rung tay đâu. Thành ra nói thì những cái dấu hiệu vô rung dậy đó, rung rẩy đó đều là dấu hiệu của thận đó. Đây rồi rên rỉ rồi hắt hơi. Bây giờ rên rỉ là mọi người ở đây đã biết rằng mình có những người bạn ấy, thì lúc nào cũng vậy ấy, là họ đến sốc nổi, họ nói chuyện vui vẻ thấy mạnh mẽ, đó là những người can mộc khí tốt. Còn những người nào mà thận thiếu thủy khí mà nó yếu rồi đó, thì ngồi là nó làm gì? Rên. Mày ơi, chán là chồng rồi lắm, nó đi nhậu cho rồi mà có chuyện nó kể hoài, rồi rên nó lên lui mà kể tiếp vậy đó. Thật ra mọi người mà gặp những người đó là mọi người chịu không nổi, đây họ cái cuộc đời chỉ rên rỉ. Thì mình đã có những người bạn vậy thì mọi người tặng cho hai cục đá cho nó chườm. Thứ nhất là hai cái là cái gan của nó, thứ hai là chườm cái thận đó. Thì một thời gian nó ấm nó lên, nó bớt rên. Mà cái thận khí thì nó làm ra cái đó, cho nên mình phải hiểu được là từ đó
thì do cái lạnh nó làm ra và nó rên. Và người rên là lạ cái là đàn ông ít hơn đàn bà, đàn bà rên nhiều hơn, có đúng không? Ở trong cái cuộc đời nó có một cái nghịch lý là đàn bà mà khi mà gặp nhau thì ngồi rên, rên với nhau, có đúng không? Có không? Nhiều chuyện mà rên đúng không? Nhưng mà đàn ông ấy là cũng ngồi với nhau nhưng mà chuyên môn nói xấu vợ. Nó lạ chứ. Thằng nào ngồi nói xấu vợ đó. Mà vừa nói xấu mà vừa tức mà vừa sợ. Còn mấy bà thì cứ rên rồi thôi. Nhiều người lại cho tôi tư vấn rên nó chồng tôi không có ra gì. Cái tôi hỏi vậy chứ chồng của chị á đi làm có đưa tiền chị không? Có. Chồng chị á báo về vậy chị không? Có. Mày chứ cứ lên. Đó là cái bệnh của người phụ nữ. Còn bệnh đàn ông á là cứ ngồi với nhau là nó xấu rồi. Cô vợ ra cái ngày vợ tính gì? Ok. Thì đó là hai người chị lên. Hai người chị lên. Rồi. Một cái tính nữa là một người thấy cái tính nữa thì mọi người có để ý đó là cái cách mà tắm của cái người mà bắt đầu á họ giúp cho cái thận khí mạnh đó bằng cách gì đó, tức là họ vô trong cái chỗ mà làm cho nóng, làm sauna cho nóng lên, rồi họ lấy nước lạnh á họ xối, họ xối từ trên nó xối xuống một cái này nó đột ngột cái mình, có đúng không? Mình xối cái mình khi mình hốt vậy á thì nó sẽ làm mạnh cái thần khí đó. Cho nên cái nguyên tắc mà làm nóng lạnh của bên cái cô thập chỉ là mình tắm, mình vô á, mình làm cái nước nóng á. Mà nước nóng mà làm nóng cực lắm thì mình sẽ làm cái nóng bằng cái nước nóng mà mình xịt nước á, mình làm nóng xong hết rồi cái bắt đầu tắm lạnh, lạnh bằng cách là mình lấy cái đá mình bỏ vô ngăn lạnh á, mình chà khắp người. Cấp người xong mình lại xịt nước nóng vô. Và cái cuối cùng á là khi mình làm xong hết rồi đó thì bắt đầu là mình lấy cái nước lạnh á, mình làm một cái thao nước lạnh, mình xối, mà xối từ trên xối xuống ụp xuống á, cái là lúc đó là mình khỏe lên và mọi người bắt đầu mới xịt nước nóng cho nó giãn cái mạch máu cho nó ấm cho lên. Ở bên kia xin lỗi là lúc đó mình làm hốt vô cái thì nó lạnh, cái nó co mặt trở lại hết mà nó thận khí nó giữ lại được, sau đó mình lau sạch người với mình mặc đồ vô thôi. Vì mình không làm nóng sao, mình làm lạnh sao? Vì làm lạnh sao để cho nó giữ cái co mạch, cái gió nó không có thổi vô, nó không có làm cho mình cảm và đồng thời nó làm cho giúp cái thận khí mình giữ lại được. Được không? Mấy giờ rồi? Bây giờ còn 5 phút nữa, chắc có lẽ tôi sẽ ngưng tại đây. Trong khi đó nãy là bài nói chuyện mình á, là 10 phần tôi mới nói có 3 phần thôi, nhưng mọi người thông cảm vì mình không có đủ thời gian. Và mọi người có hỏi thêm gì đâu rồi chúng ta tiếp thêm cái phần. Tôi cũng muốn giới thiệu cho mọi người cái câu lạc bộ dưới một cái hoạt động của bên thập chỉ. Tôi xin mời. Có ai hỏi thêm gì để trước khi ra về để không còn nói tiếp. Thầy thế này, những cái phương thức mà thầy vừa giới thiệu về nước miếng rồi thì nước mắt rồi vân vân đấy, thì nói đây thầy dạy thì có khi nhớ có khi quên, thì có một cái biểu gì cứ dẫn cho người ta. Dạ, trong cái tờ nào hãy có giới thiệu mọi người không có đủ rồi. Dạ, có đủ rồi. Rồi, bây giờ tiếp nữa thì có lẽ chắc là tôi cũng xin báo cho mọi người để trong cái hoạt động mình sau này có điều kiện tốt hơn, đồng thời cũng giống như những cái thắc mắc của anh ấy, thì cũng sẽ có nơi để mà giải thích, để mà nói chuyện nhau. Thì tôi sẽ mời cái ban chủ nhiệm của câu lạc bộ ra mắt mọi người và đồng thời họ sẽ cho một cái lịch hoạt động sắp tới để mình có điều kiện á, mình đi tham gia và có những cái buổi nói chuyện như thế này. Trong những cái buổi câu lạc bộ tôi sẽ cố gắng từ trong Nam bay ra để cùng làm việc cho mọi người, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nha. Và xin mời ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Rồi, vừa rồi thì là cái chương trình chia sẻ của thầy Du Văn Châu, như thầy nói là mới có 30% của cái đề tài, thì tôi có một số chút lưu ý một chút xíu, tức là sau khi mà thầy chia sẻ như vậy thì chúng ta lưu ý này,
làm sao chúng ta sống sót qua mùa đông giá này. Sống sót đây có nghĩa là sao ạ? Khỏe mạnh mà vẫn cứ trỗi dậy như cao mục khí vẫn tốt như thường, chứ không phải là lại người co rúm người lại mất hết cả các hoạt động. Thì thầy có chia sẻ kinh nghiệm cũng như là cái tính tiêu quyết của phương pháp, chính là việc chúng ta sẽ dùng cọc đá diệu kỳ. Anh có thể cho mọi người xem cọc đá diệu kỳ. Rồi, đây là cọc đá diệu kỳ. Và cái cọc đá diệu kỳ này mang tên là cọc đá diệu kỳ, tức là tác dụng của nó rất là kỳ diệu. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cặp đá diệu kỳ qua cái tài liệu mà thầy đã tặng cho mọi người ở chương trình này. Và trồng gan là chúng ta sẽ cho vào cái khăn, trên cái khăn. Cái khăn mà có hai ngăn, đó, thì chúng ta sẽ quấn vào và chúng ta sẽ cho đá vào đây sẽ ủ nóng. Khi chúng ta xin mời mọi người sẽ tới tham dự cái chương trình của câu lạc bộ thì mọi người sẽ được hướng dẫn kỹ càng hơn với các anh chị ở câu lạc bộ, đúng rồi. Và chúng ta sẽ đặt ở đâu ạ? Chúng ta sẽ đặt ở cái vùng gan. Chúng ta lưu ý ạ, sau khi chúng ta quấn xong, chúng ta làm nóng đá xong, chúng ta làm nóng đá thì cách làm nóng đá thì đơn giản lắm, có hướng dẫn rồi. Chúng ta sẽ đặt đá ở đây ạ. Đấy rồi mọi người chưa biết vùng gan ở đâu đúng không ạ? Chúng ta đặt đá đúng ở chỗ này, chính là cái chỗ lên sườn bên phải. Lên sườn bên phải ở khu vực gan chúng ta đặt ở ngay lên sườn phải, tức là phần xương mọi người nhé, chứ không phải xuống dưới phần mềm đâu ạ. Và đấy là trường gan. Còn khi trường thận, chúng ta sẽ dùng một cái khăn chuyên dụng khác. Mọi người lưu ý là khi chúng ta làm nóng đá, chúng ta sẽ phải lấy đá ra, thì chúng ta đừng có lấy cái găng tay bếp mà nó sẽ cháy xèo xèo, cháy cả đá, cháy cả khăn bốc khói. Nó có cái găng tay chuyên dụng, đây là cái vật liệu của bên ngành nhiệt luyện, và sẽ dùng để lấy đá ra an toàn. Khăn trường thận chúng ta sẽ đặt vào, đây là cái khăn trường thận đấy ạ. Khi chúng ta có khăn chuyên dụng thì nó sẽ không có bị rớt, rơi đá ra ngoài, không khiến chúng ta bị phỏng, bị bỏng. Và chúng ta trường thận thì sao ạ? Mọi người sẽ đặt cái đá ở ngay phía đằng sau thắt lưng, tính từ trên và phía hai bên. Đó, thì cái chỗ giữa mà không đặt đá, chính là cái phần mềm mềm á, thì chúng ta nằm ngửa nó không bị cấn. Còn viên đá nó sẽ nghiêng vào cái hai bên của thận chúng ta, nó nghiêng vào. Và tính từ rốn mà đi ra đằng sau á, thì nó ở phía trên bàn tay. Hoặc là tính từ thắt lưng lên thì nó ở phía trên này và phía hai bên. Đấy, thì đây là cái kỹ thuật trường gan cũng như là kỹ thuật trường thận mà thầy Dương Quang Châu vừa chia sẻ với mọi người. Thì hy vọng rằng sau cái buổi thuyết trình này cũng như là chia sẻ tọa đàm này của thầy, thì chúng ta ai cũng sẽ trở thành tín đồ của chương trình trường gan. Và mọi người nhớ là trường gan nó không có tốn kém, nó mất thời gian của chúng ta kết hợp với giấc ngủ, nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại thì không thể nói hết được. Ai mà còn chưa nghe đến chữ trường gan, tôi mời mọi người lên trang web thật chỉ liên tâm.vn, thật chỉ liên tâm. Thật chỉ liên tâm.vn. Và chúng ta vào đó sẽ có cái biểu tượng YouTube, tức là cái kênh video, và có chương trình Facebook, tức là cái trang Facebook của bộ môn. Thì chúng ta sẽ hàng ngày có rất nhiều chia sẻ cũng như là hướng dẫn và báo cáo. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.